Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau và chia sẻ những góc nhìn xoay quanh thị trường crypto và cụ thể là mảng thị trường tài chính phi tập trung. Trong tuần vừa qua, chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin tích cực đến từ những vấn đề liên quan đến pháp lý, và nó cũng là một cái đà tăng rất là tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, chủ đề tuần này chúng ta sẽ, chắc là nhiều anh em theo dõi podcast DeFi Discussion thì cũng biết rồi, chúng ta sẽ rất là ít nói về giá và tránh đề cập đến những cái vấn đề nó quá là hưng phấn, nó quá là FOMO của thị trường. Thì trong tập tuần này chúng ta sẽ nói về một thứ nó rất là cơ bản, rất là tạm coi là ít biến động, và một cái chủ đề mà chúng ta đã thảo luận quá nhiều trong cái podcast này, đó là các cái stablecoin. Tuy nhiên là trong cái tập tuần này thì những cái ghi chú của mình nó sẽ xoay quanh một cái khía cạnh rất là bản thân mình thôi, cũng vừa phát hiện ra trong tuần vừa qua, một cái khía cạnh nó rất là thú vị xoay quanh những cái stablecoin trong thị trường crypto hiện tại, đó là cái lãi suất của các cái stablecoin. Thì ok, chắc là chúng ta sẽ để dành cái câu chuyện về cuộc chiến lãi suất của các cái stablecoin ở trong thị trường DeFi vào phần sau. Thì trước tiên, trước khi đi vào cái câu chuyện về cuộc đấu tranh, cuộc cạnh tranh giữa các stablecoin liên quan đến vấn đề lãi suất, thì mình có một cái cập nhật nhỏ nhỏ đối với anh em, đó là cái stablecoin GHO ha. GHO là cái stablecoin được AV phát hành, thì họ đã chính thức triển khai cái stablecoin này lên trên mainnet, và đây sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập cái đường đua và khiến cho cái cuộc chiến stablecoin, và cụ thể là cái stablecoin phi tập trung, cái over collateralized stablecoin á, thì nó sẽ trở nên rất là khốc liệt và khó lường trong thời gian tới. Thì đây là một cái cập nhật trong tuần qua, đó là liên quan đến cái mainnet của stablecoin GHO. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung chính của tập tuần này, đó là cái cuộc chiến lãi suất giữa các stablecoin. Thì ở đây mình sẽ chọn ra hai cái tên, đó là cái stablecoin DAI của MakerDAO và cái tên còn lại là CRVUSD của Curve Finance. Thì nghe đến đây thì chúng ta sẽ có một cái thắc mắc, đó là về mặt quy mô đi ha, thì hai cái stablecoin này nó không quá là cân sức. Chúng ta có thể lấy một cái thông số tham chiếu, đó là ở thời điểm hiện tại thì cái stablecoin DAI của MakerDAO thì nó có vốn hóa dao động trong khoảng 4,6 đến 4,7 tỷ USD. Trong khi đó CRVUSD là một cái stablecoin mới nổi của Curve Finance, phát triển thời gian gần đây. Nó cũng có những cái đà tăng rất là ấn tượng trong cái vốn hóa thị trường. Tuy nhiên là cái con số hiện tại chúng ta có thể ghi nhận với cái stablecoin này thì vốn hóa nó dao động ở dưới và sắp xỉ 100 triệu USD. Thì nếu như mà đặt ở cái khía cạnh là quy mô, vốn hóa cũng như là những cái thời gian tồn tại và kinh nghiệm phát triển dự án trong thị trường thì rất là khó để đưa hai cái dự án này đem lên so sánh và có thể coi là đặt lên cùng bàn cân với nhau. Tuy nhiên là một cái yếu tố mà mình có đề cập lúc nãy ở trong cái podcast này, đó là câu chuyện về lãi suất. Thì đây là một cái chi tiết mà cá nhân mình rất là để ý, bởi vì cái lãi suất này nó sẽ quyết định cái câu chuyện là lợi thế cạnh tranh của các cái dự án stablecoin này trong dài hạn nó là như thế nào, và liệu họ có thể gọi là tồn tại qua cái giai đoạn mà thị trường nó có những cái mức thanh khoản nó không quá là ổn định như thời điểm hiện tại hay không. Rồi, thì chắc là đầu tiên chúng ta sẽ nói sơ qua một xíu về cái cách hoạt động của stablecoin DAI của MakerDAO ha. Thì trước tiên là trong một vài tập gần đây thì chúng ta có đề cập những khái niệm là DAI Saving Rates. Thì cái lãi suất DAI Saving Rate này, hiểu nôm na nó chỉ là một cái contract, và anh em gửi cái stablecoin DAI của mình vào cho dự án thì họ sẽ gửi trả lại cho mình một cái lãi suất hàng năm ở dao động hiện tại là 3,49%. Song song đó, ở cái đầu bên kia thì stablecoin này nó sẽ vận hành theo cơ chế là over collateralized, tức là các cái tài sản thế chấp vào và mint ra những cái stablecoin dưới dạng khoản vay, và các khoản vay này nó sẽ tính phí hàng năm. Thì về cơ bản mô hình hoạt động của DAI nó sẽ là
lấy tiền từ những cái hoạt động kinh doanh cho vay và trả lại người dùng, có những cái động thái là gửi stablecoin DAI vào trong giao thức và gửi trả lại cho họ cái lãi suất. Thì đây là sơ nét về cái stablecoin DAI. Mình sẽ nói một xíu về cách hoạt động của CRVUSD ha. Thì đây là một cái stablecoin nó cũng khá là phức tạp, bởi vì nó không phải phức tạp vì cái câu chuyện là cái cơ chế mint nó ra như thế nào và cái cơ chế gọi là đảm bảo cái rủi ro từ nợ xấu nó là như thế nào. Thì cái này nó không phải là một cái phức tạp bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với các dạng stablecoin là đép tài sản vào, tài sản thế chấp vào và mint một cái lượng stablecoin cụ thể và nó có những cái hạn mức cho vay cụ thể để giảm thiểu rủi ro. Thì cái này nó là một cái hình thức nó đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên với CRVUSD thì có một cái yếu tố mà mình rất là chú ý, đó là cái backkeeper của họ. Thì backkeeper nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái pool thanh khoản giữa CRVUSD với lại các cái stablecoin cụ thể khác, ví dụ như là USDC nè, Tether nè, hoặc là những cái stablecoin nó hơi degen hơn, đó là Frax hay là USDB. Thì có một cái chi tiết mà mình khá là thắc mắc, thì chắc là mình sẽ để lại khúc cuối. Đây coi như là một cái manh mối ha, một cái chi tiết mà mình thấy cũng khá là thú vị, đó là trong các cái stablecoin mà được neo giá với CRVUSD trong cái stability pool á, của cái giao thức này á, thì nó không có mặt DAI ha. Mặc dù là những cái stablecoin nhỏ nhỏ khác, ví dụ như là MIM chẳng hạn, hoặc là SUSD thì nó vẫn có mặt. Tuy nhiên là CRVUSD thì họ không đính kèm DAI vào trong cái danh sách những cái pool ổn định tỷ giá của mình. Rồi thì quay trở lại cái câu chuyện là cơ chế hoạt động của CRVUSD. Thì khi CRVUSD nó có tỷ giá lớn hơn 1 USD chẳng hạn, 1 đô, thì cái hợp đồng này nó sẽ có cái cơ chế là giảm lãi suất và từ đó giúp cho người dùng tạo ra cái động lực cho người dùng là mint cái CRVUSD này, mint ra và từ đó là bán ra thị trường và giảm cái tỷ giá của cái stablecoin này xuống và kéo nó về với mức 1 đô. Còn khi mà CRVUSD nó có giá thấp hơn 1 đô thì cái contract này hoàn toàn là do contract nha, tức là cái giao thức nó sẽ tự hoạt động theo cái contract. Thì khi mà cái tỷ giá nó bé hơn 1 đô thì một cái lượng, tức là người cung cấp thanh khoản họ có thể gọi một cái lệnh và rút CRVUSD từ những cái pool, stability pool hồi nãy mình có đề cập á, rút cái lượng CRVUSD ra khỏi những cái pool này và từ đó giảm cái nguồn cung cho cái stablecoin. Và vì cái cơ chế của XIK mà anh em nào mà theo dõi những cái pool giao dịch AMM á, từ những ngày đầu, từ cái thời của Uniswap và quen với cái công thức XIK thì cũng biết là khi mà rút CRVUSD hoặc là nạp CRVUSD trong những cái bối cảnh cụ thể, ví dụ như là cái tỷ giá nó có lệch lên 1 hoặc là thấp hơn 1 á, thì trong những cái bối cảnh cụ thể đó thì nó luôn luôn sẽ có những cái khoản lợi nhuận cho người dùng. Nhưng mà những cái khoản lợi nhuận này nó rất là bé bé thôi, thì nó cũng là một cái cách để họ gọi là khuyến khích người dùng thực hiện cái thao tác là rút cái thanh khoản đó ra hoặc là nạp cái thanh khoản đó vào khi mà có những cái chênh lệch về tỷ giá, tức là nó không chính thức neo vào 1 đô á, thì khi có những cái biến động đó thì nó sẽ có những cái khuyến khích về bản chất của cái cách hoạt động của pool, thì nó sẽ khuyến khích như vậy để nó có những cái động lực kéo cái tỷ giá về. Rồi thì đó là cái cách hoạt động của CRVUSD. Thì khi mà chúng ta đã biết được cái cách hoạt động của những cái stablecoin này và cách họ kiếm lợi nhuận ha, đó là chênh lệch giữa cái lãi vay cho ra và cái tiền họ huy động, thì cái tiền họ huy động vào thì nó sẽ là cái chi phí khoản vay, thì nó sẽ là cái doanh thu của họ. Rồi thì trong tuần qua mình có một cái theo dõi nó rất là đáng chú ý, đó là cái lãi suất của CRVUSD á. Có một cái giai đoạn nó giảm về mức rất là thấp, thậm chí là nó dao động trong khoảng 0.5%. Thì anh em nào theo dõi thị trường crypto mà thấy cái mức vay stablecoin mà nó giảm dưới 1% là một cái hiện tượng nó rất là đặc biệt đó. Thì lý do tại sao mà nó giảm dưới 1% đó là vì
hầu hết người dùng á, họ muốn tham gia farm ở trong những cái pool. Như hồi nãy mình có nói là những cái stability pool á, thì khi mà họ farm thì họ sẽ phải có cái nhu cầu mua vào cái stablecoin của Curve. Và việc mà họ mua vào á, thì nó sẽ đẩy cái tỷ giá lên, và từ đó nó khiến cho cái cơ chế nó sẽ phải giảm cái lãi suất xuống để người ta có cái động lực min ra cái token, từ đó giảm cái tỷ giá xuống. Vậy thì cái cách hoạt động này nó sẽ là một cái áp lực lớn lên cái stablecoin của DAI. Bởi vì sao? Bởi vì cái lãi suất ở bên DAI á, thì hiện tại nó sẽ dao động trong khoảng 4-5% cho từng cái hạng mục vay cụ thể. Ví dụ như các bạn nạp những cái tài sản mà nó có tính biến động cao vào để thế chấp á, và các bạn tạo ra những cái khoản vay á, thì nhiều khả năng các bạn sẽ phải trả một cái lượng tiền nó cao hơn. Và chỗ này là có một rẽ nhánh một xíu, tức là cái cơ chế thanh lý của Curve á, thì nó cũng là những cái cơ chế thanh lý một phần, thì nó cũng đâu đó giảm thiểu cái hiệu ứng tiêu cực của cái quá trình thanh lý tài sản. Thì cái cơ chế thanh lý này cùng với lại những cái giảm lãi suất đột ngột từ phía CRVUSD á, thì nó khiến cho một lượng lớn người dùng ha, chúng ta có thể theo dõi những cái hoạt động đó là họ swap từ CRVUSD qua DAI, và từ đó hoàn trả những cái khoản vay ở trên MakerDAO bằng DAI và dịch chuyển những cái khoản vay của mình sang Curve Finance. Thì đây là một cái chiến lược gọi là cạnh tranh về cái lãi suất, và nó sẽ là một cái áp lực lớn lên cái stablecoin của DAI. Nếu như mà theo dõi cái vốn hóa của DAI trong thời gian gần đây thì anh em sẽ thấy là một cái đà giảm nó khá là nó được duy trì trong khoảng 2-3 tháng gần đây rồi. Tất nhiên là vì cái tình hình chung của thị trường. Tuy nhiên là rất là nhiều yếu tố khiến cái stablecoin này nó giảm nguồn cung. Tuy nhiên là có thể ha, là một trong những cái lý do khác, đó là những cái sự hấp dẫn trong những cái nền tảng vay khác, nền tảng cho vay khác, thì khiến người dùng sẽ có cái xu hướng dịch chuyển. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại ha, thì cái cơ chế này của CRVUSD á, nó sẽ không phải là một cái lâu dài, tức là khi mà họ cạnh tranh về cái tỷ giá, về cái lãi suất với lại DAI á, thì cái lợi thế này nó sẽ không thể lâu dài được. Tại vì sao? Tại vì đến một cái ngưỡng nào đó, khi mà cái nguồn cung của CRVUSD họ tăng quá cao, tức là họ sẽ đạt một cái ngưỡng cung cụ thể đi, mình nói ví dụ là 500 hoặc là 1 tỷ 500 triệu hoặc là 1 tỷ USD đi, với cái nguồn cung của CRVUSD họ đang đặt một cái chỉ tiêu là như vậy, thì khi mà cái nguồn cung nó lớn lên thì cái nhu cầu phải trả cái phí, tức là cái gánh nặng về cái phí thanh khoản ở trong các cái stability pool nó sẽ lớn dần lên, và từ đó nó giống như mình có đề cập ở đầu cái podcast về cái bài toán cân bằng thôi, tức là làm sao để cái chi phí cho thanh khoản của cái stablecoin đó nó nhỏ hơn cái lượng tiền mà họ có thể thu về khi mà cung cấp các khoản vay cho người dùng. Thì về dài hạn thì cái này nó cũng sẽ là một cái rào cản đối với CRVUSD. Tuy nhiên, nếu thực sự CRVUSD và bản thân Curve Finance họ có thể mở rộng quy mô cho các cái pool và họ khuyến khích cái volume giao dịch ở trong các cái stability pool của mình, thì họ sẽ có những cái cách để cân bằng lại cái bài toán hồi nãy mình giữa cái bài toán giữa doanh thu và chi phí như hồi nãy mình có đề cập. Thì đó là những cái sơ nét nhất về cái cuộc chiến lãi suất giữa các cái stablecoin ha. Thì ở thời điểm hiện tại mình có được đọc một cái đề xuất mới của MakerDAO, thì bây giờ họ đang có một cái bước đi, đó là giảm thiểu cái họ đang đề xuất để giảm thiểu cái DAI saving rate hồi nãy mình có đề cập là 3.49%, giảm về ngưỡng gần 3%. Tức là đây là một cái động thái nó rất là đột ngột, vì chúng ta biết là 3.49% nó là cái con số mà mới đây MakerDAO họ đã vừa thông qua cái quyết định để đẩy nó lên 3.49%, và ngay sau khi nâng cái lãi suất này lên thì họ đã có những cái động thái hoặc là những cái thảo luận để giảm cái con số này xuống. Vậy thì lý do tại sao mà họ có những cái động thái để giảm cái con số này xuống thì chúng ta cũng có thể phần nào hình dung được ha. Đó là vì những cái áp lực từ câu chuyện là làm sao để cân bằng giữa doanh thu và chi phí cho cái hoạt động stablecoin của mình. Rồi thì sẵn nói về DAI thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện là vậy thì chúng ta rút ra được điều gì
sau những cái ghi chú vừa rồi về những cái cuộc chiến lãi suất giữa các cái stablecoin ha, thì cái ghi chú đầu tiên của mình đó là chúng ta cần phải theo dõi những cái sự cân bằng trong hoạt động của các cái stablecoin này để làm sao để có thể chúng ta có những cái thông tin sớm nhất về rủi ro cũng như là những cái nguy cơ có thể diễn ra với các cái stablecoin này. Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã có quá nhiều cái hiện tượng là stablecoin nó debate và nó có một cái mức chênh lệch quá lớn giữa cái khả năng tạo ra doanh thu và cái chi phí mà nó phải bỏ ra cho người dùng nắm giữ cái stablecoin đó. Thì chúng ta đã có quá nhiều những bài học liên quan đến vấn đề này rồi. Tất nhiên với MakerDAO và với CLVUSD thì họ sẽ có những cái cơ chế giới hạn cái lượng tiền phát hành ra, các khoản vay phát hành ra, thì họ đã có những cái cơ chế như vậy để giảm thiểu rủi ro. Và những cái cơ chế ví dụ như thanh lý tài sản thì họ cũng có những cái hạn mức cụ thể để nó kích hoạt những cái hoạt động thanh lý để giảm thiểu rủi ro cho cái giao thức của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần phải có một vài cái theo dõi về cái khía cạnh là lãi suất huy động vào và lãi suất cho vay ra của những cái giao thức này. Cụ thể thì hiện tại mình thấy có một cái trang web là makerburn.com ha, thì anh em có thể theo dõi cái website này. Họ cũng chia sẻ rất là nhiều những cái chi tiết về hoạt động của MakerDAO. Thì lãi suất cho vay ra phần lớn nó sẽ dao động trong khoảng 4-5%, và đây là những cái con số nó sẽ phần nào bù đắp được lại với cái mức huy động mà họ sử dụng là đâu đó tầm khoảng 3,49% hiện tại. Thì về cơ bản thì mình nghĩ đây vẫn là một cái chi tiết ổn định của MakerDAO. Tất nhiên là cái này nó thuần về cái con số lãi suất thôi ha. Còn những cái vấn đề liên quan đến rủi ro mà custodial, ví dụ như là họ đang gửi tiền ở bên Coinbase, custodial một cái lượng tiền ở bên Coinbase này chẳng hạn, hoặc là họ gửi tiền cho một bên lưu ký để mua những cái trái phiếu chính phủ trong cái thị trường real world asset chẳng hạn, thì những cái câu chuyện rủi ro về mặt custodial đó thì nó cũng là một cái nhóm rủi ro khác. Tuy nhiên là trong cái tập tuần này thì chúng ta sẽ bàn sâu về những cái con số và sự cân bằng giữa lãi suất nhiều hơn. Rồi thì đó là cái gạch đầu dòng đầu tiên chúng ta có thể biết, đó là cái câu chuyện là làm sao để biết được là một cái cơ chế nó có thể cân bằng và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà chúng ta theo dõi hoạt động của những cái giao thức này. Rồi cái gạch đầu dòng thứ hai mà mình thấy nó cũng khá là hay, đó là cái này thì mang ý nghĩa tích cực hơn, đó là khi mà các cái stablecoin này họ sẽ có cái động thái cạnh tranh với nhau á, thì hiểu nôm na là người dùng chúng ta nó sẽ có một cái lợi thế nhất định. Thì khi mà thị trường cái nhu cầu nó thấp lại, khách hàng thì ít đi, đúng không? Và những cái bên cung cấp này họ sẽ phải cạnh tranh với nhau để họ có cái miếng bánh thị phần còn lại, thì những cái lãi suất nó sẽ được giảm xuống và những cái ưu đãi cho người dùng nó sẽ được nhiều hơn. Thì đâu đó thì người ta sẽ có nhiều cái xu hướng là sẽ sẽ đòn bẩy hơn, thực hiện những cái khoản vay, và từ đó nó sẽ tạo ra những cái tạm gọi là những cái easing, tức là những cái chữa tạm thời cho vấn đề thanh khoản hiện tại của thị trường. Thì đây là một cái yếu tố mà có thể gọi là tích cực cho người dùng, những người mà đang hưởng lợi từ cái sự cạnh tranh của các cái giao thức ha. Rồi cái yếu tố cuối cùng đó là sự giao thoa giữa cái thị trường DeFi hiện tại và cái thị trường truyền thống. Thì để mà chúng ta so sánh á, chúng ta thấy là những cái lãi suất này hiện tại thì nó vẫn khá là thấp so với cái lãi suất mà các cái bên tổ chức tài chính họ có thể nhận được khi mà giữ các cái công cụ mà rủi ro thấp, ví dụ như trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Thì bây giờ lãi suất ở ngoài thị trường truyền thống nó đâu đó tầm khoảng trên 5% rồi. Thì cái so sánh này chúng ta có thể thấy là hiện tại thì DeFi nó sẽ có những cái điểm yếu cụ thể, và nó sẽ cần phải có những cái cách làm sao đó để tạo cho người dùng một cái mức yield nó cao hơn cái con số 5%. Tức là anh em bên tài chính hay có một cái từ đó là risk free interest, đúng không? Thì những cái lãi suất không rủi ro ở bên thị trường tài chính truyền thống nó đâu đó đã từng 5% rồi, nhưng mà bây giờ kêu người dùng mà bỏ một cái lượng tiền vào cái thị trường nó nguy hiểm như crypto, nó rủi ro cao hơn, mà cái lãi suất của họ thì lại thấp hơn đâu đó tầm khoảng 3-4% thôi, thì làm sao mà họ có thể chấp nhận được vấn đề đó, đúng không? Thì khi mà chúng ta thấy được các cái giao thức này họ có những cái cách để họ cân bằng được cái bài toán
chi phí và lợi nhuận của họ, và từ đó họ đẩy cái lãi suất huy động lên cao hơn so với cái thị trường truyền thống. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được những cái dòng tiền nó bắt đầu nó sẽ đổ từ thị trường truyền thống vào cái thị trường DeFi này. Thì đây cũng là một cái gạch đầu dòng mà chúng ta có thể theo dõi xoay quanh cái câu chuyện lãi suất của các cái stablecoin và các cái giao thức phát triển các cái dự án này. Rồi thì hy vọng là cái tập podcast lần này nó không quá là khô khan về mặt kỹ thuật và nó cũng không quá là khó hiểu. Thì hy vọng là những cái gạch đầu dòng, những cái thông tin, những cái từ khóa của tập tuần này nó sẽ gợi mở cho anh em một vài cái cảm hứng, một vài cái từ khóa để theo dõi trong thời gian tới và có thể đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư phù hợp trong thị trường crypto và thị trường DeFi ha. Rồi không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị và những góc nhìn đa chiều xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, thank you anh em. Bye bye anh em.